Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi thông tin toàn cảnh trên kênh tin tức của báo Tiền Phong. Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15, nhiều nội dung liên quan đến công tác nhân sự đã được điều chỉnh, bổ sung, hoàn thành. Thông tin về kết quả kỳ họp tại buổi họp báo sáng ngày 29 tháng 7, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn cho biết, sau 27,5 ngày làm việc, Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, trong đó Quốc hội đã xem xét quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, các vấn đề về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước. Quốc hội cũng thông qua 11 luật, 21 nghị quyết, cho ý kiến lần đầu đối với 11 dự án luật khác, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Đây cũng là lượng công việc lớn nhất được hoàn thành từ đầu nhiệm kỳ. Báo cáo cụ thể về công tác nhân sự, ông Vũ Minh Tuấn cho biết, Quốc hội đã xem xét quyết định bầu chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Tô Lâm, bầu chủ tịch Quốc hội khóa 15 đối với ông Trần Thành Mẫn, bầu phó chủ tịch Quốc hội khóa 15 đối với bà Nguyễn Thị Thanh bầu ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 đối với bà Nguyễn Thanh Hải. Quốc hội cũng phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng đối với ông Lê Thành Long, phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Công an nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Tô Lâm, phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Công an nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lương Tam Quang. Ngoài ra, Quốc hội đã phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với ông Trần Thanh Mẫn và ông Lương Tam Quang. Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Đinh Tiến Dũng thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. Ông Tuấn nhấn mạnh, công tác nhân sự được thực hiện thận trọng, chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, đạt được sự đồng thuận rất cao của các đại biểu Quốc hội. Về những nội dung quan trọng khác, ông Tuấn cho biết, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022. Trong đó, tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là hơn 2,7 triệu tỷ đồng tổng số chi là hơn 2,9 triệu tỷ đồng, bộ chi ngân sách nhà nước là 293.313 tỷ đồng, bằng 3,07% tổng sản phẩm trong nước GDP. Quốc hội cũng thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa Đắk Nông trên Thành Bình Phước nhằm xây dựng tuyến cao tốc trọng điểm kết nối vùng Tây Nguyên với vùng Đông Nam Bộ, kết nối các tỉnh Bình Phước, Đắk Nông và các địa phương khác trong vùng với thành phố Hồ Chí Minh, tạo không gian động lực phát triển mới cho vùng Tây Nguyên và vùng Đông Nam Bộ. Đáng lưu ý, Quốc hội đã xem xét thông qua nghị quyết về quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 là quy hoạch lần đầu tiên được xây dựng theo luật quy hoạch. Việc này nhằm tạo lập cơ sở pháp lý nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của biển đảo Việt Nam để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các bất cập, trồng lấn, mâu thuẫn, xung đột về sử dụng không gian biển. Cũng tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã xem xét thông qua nghị quyết kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, Quốc hội quyết nghị thực hiện đầy đủ hai nội dung cải cách tiền lương khu vực doanh nghiệp theo đúng nghị quyết số 27, gồm điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng tăng bình quân 6% từ ngày 1 tháng 7, quy định cơ chế tiền lương đối với doanh nghiệp nhà nước áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, quán triệt thực hiện cải cách tiền lương trong khu vực công theo lộ trình từng bước thận trọng. Quốc hội giao Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng một tháng lên 2,34 triệu đồng một tháng, tăng 30% từ ngày 1 tháng 7. Quốc hội cũng quyết định tiếp tục giảm 2% thuế xuất, thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ trong thời gian từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 12. Cũng trong sáng ngày 29 tháng 6, phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, sau 27,5 ngày làm việc nghiêm túc, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội khóa 15 là kỳ họp có khối lượng nội dung về công tác lập pháp nhiều nhất kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Các dự án luật, Dự thảo nghị quyết được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp này liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực được cử tri và nhân dân cả nước rất quan tâm. Theo Chủ tịch Quốc hội, mặc dù có những điều chỉnh về chương trình, nội dung kỳ họp, trong đó có những vấn đề gấp, khó và phức tạp, nhưng vẫn bảo đảm thông suốt, thận trọng, linh hoạt, hiệu quả trong điều hành và đồng thuận, thống nhất cao của các đại biểu Quốc hội. Để bảo đảm yêu cầu pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả, quốc hội đề nghị chính phủ và các cơ quan tập trung chỉ đạo quán triệt khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả các luật nghị quyết vừa được kỳ họp thứ bảy thông qua việc này nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh đối ngoại của đất nước thực hiện kịp thời hiệu quả chính sách an sinh xã hội 11 giờ sáng ngày 6 tháng 6, Quốc hội đã nghe Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày tờ trình của Thủ tướng Chính phủ đề nghị Quốc hội phê chuẩn Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở đoàn về đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi Quốc hội tiến hành thảo luận, đến 14 giờ 10, Quốc hội tiến hành bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Thành Long và Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lương Tam Quang. Kết quả biểu quyết cho thấy 468 trên tổng số 469 đại biểu Quốc hội tán thành, chiếm 96,10% tổng số đại biểu Quốc hội. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày Quốc hội biểu quyết thông qua. Như vậy, lãnh đạo chính phủ hiện có gồm Thủ tướng Phạm Minh Chính và 4 Phó Thủ tướng gồm Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang và Lê Thành Long. Ông Lê Thành Long, sinh năm 1963, quê quán phường Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ông có trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn tiến sĩ luật. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đại biểu Quốc hội khóa 15. Trước khi được bầu làm Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Long đã có hơn 23 năm công tác ở Bộ Tư pháp. Tại đây, ông đã trải qua nhiều vị trí chức vụ như chuyên viên vụ hợp tác quốc tế, thư ký bộ trưởng Bộ Tư pháp, phó vụ trưởng vụ hợp tác quốc tế, vụ trưởng vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật Bộ Tư pháp. Tháng 10 năm 2012, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ bộ trưởng Bộ Tư pháp. Đến tháng 3 năm 2014, ông được điều động luân chuyển và phân công giữ chức phó bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh. Hơn 1,5 năm sau, ông được điều động trở lại Bộ Tư pháp và giữ chức thứ trưởng. Tháng 1 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, ông Long được bầu làm ủy viên Trung ương Đảng khóa 12. Đến tháng 4 năm 2016, ông được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Ngày 6 tháng 6, trên cơ sở đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội đã phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Lê Thành Long giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ. Theo quyết định được ban hành bởi Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ được giao điều hành hoạt động của Bộ Công an. Sau khi ông Tô Lâm thôi giữ chức vụ bộ trưởng và được Quốc hội tín nhiệm bầu làm chủ tịch nước. Quyết định này căn cứ Luật Tổ chức chính phủ, căn cứ ý kiến của Bộ Chính trị, Ban cán sự Đảng chính phủ và xét đề nghị của Bộ Nội vụ. Trong nội dung ngay sau đây, mời quý vị cùng nhìn lại tiểu sử và quá trình công tác của ông Trần Quốc tỏ. Ông Trần Quốc tỏ, sinh năm 1962, quê ở Ninh Bình. Ông là phó giáo sư, ngành khoa học an ninh, tiến sĩ tội phạm học và điều tra tội phạm. Ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13. Đại biểu Quốc hội khóa 14, 15, cấp bậc hàm Thượng tướng Công an nhân dân, từ tháng 1 năm 2022. Quá trình công tác của ông Trần Quốc Tỏ. Từ tháng 10 năm 1978 đến tháng 9 năm 1989, chiến sĩ, sau đó là đội trưởng đội cảnh sát hình sự kinh tế, Công an huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Hà Nam Ninh. Từ tháng 9 năm 1989 đến năm 1994, ủy viên ban chấp hành Đảng bộ Công an huyện Kim Sơn, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm từ năm 1994 đến năm 1999, trưởng công an thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn. Từ năm 1999 đến năm 2005, ủy viên ban thường vụ Đảng ủy, phó trưởng công an huyện, phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, công an huyện Kim Sơn. Từ năm 2005 đến tháng 3 năm 2007, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, bí thư Đảng ủy, trưởng công an huyện, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, công an huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Từ tháng 3 năm 2007 đến tháng 10 năm 2011, Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ Cục, Bí thư Tri Bộ, Trưởng phòng 2, Cục Cảnh sát Môi trường, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Cục, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Môi trường, Tổng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm, Bộ Công an. Từ tháng 11 năm 2011 đến tháng 2 năm 2014, Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ Tổng Cục, Bí thư Đảng ủy Cục, Tránh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Hàm Thiếu tướng Công an nhân dân năm 2013. Từ tháng 3 năm 2014 đến tháng 10 năm 2015, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Bí thư tỉnh ủy. Sau đó là Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Thái Nguyên. Từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 5 năm 2020, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2015-2020. Đại biểu Quốc hội khóa 14, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên. Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội khóa 14. Từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 6 năm 2021, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, khóa 13, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, đại biểu Quốc hội khóa 14, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội khóa 14, hàm trung tướng Công an Nhân dân từ tháng 9 năm 2020. Từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 5 năm 2024, giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng, Trung tướng, Phó Bí thư kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, đại biểu Quốc hội khóa 15, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Từ tháng 1 năm 2022, được thăng cấp bậc hàm thượng tướng. Sau khi ông Đinh Tiến Dũng thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Sáng ngày 25 tháng 6, Bộ Chính trị đã phân công bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, điều hành Thành ủy Hà Nội cho đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Thành ủy theo quy định. Trong nội dung tiếp theo, mời quý vị cùng đến với phần tiểu sử quá trình công tác của bà Nguyễn Thị Tuyến. Bà Nguyễn Thị Tuyến, 53 tuổi, quê ở huyện Trương Mỹ, Hà Nội là đại biểu Quốc hội khóa 12, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 11, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 14, nhiệm kỳ 2011-2016 và khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày sinh 25 tháng 7 năm 1971, ngày vào Đảng ngày 3 tháng 4 năm 1995, ngày chính thức ngày 3 tháng 4 năm 1996. Học vị: Tiến sĩ xây dựng Đảng, cử nhân luật kinh tế, lý luận chính trị, cử nhân. Về quá trình công tác từ tháng 1 năm 1993 đến tháng 6 năm 1996, cán bộ cơ quan huyện Đoàn Chương Mỹ, ủy viên ban thường vụ huyện Đoàn Chương Mỹ. Từ tháng 6 năm 1996 đến tháng 10 năm 1996, giữ chức phó bí thư huyện Đoàn Chương Mỹ. Từ tháng 10 năm 1996 đến tháng 12 năm 2000, giữ chức bí thư huyện Đoàn Chương Mỹ, chủ tịch hội đồng đội huyện Chương Mỹ, ủy viên ban thường vụ tỉnh Đoàn Hà Tây. Từ tháng 12 năm 2000 đến tháng 5 năm 2004, ủy viên ban thường vụ huyện ủy Trương Mỹ, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Trương Mỹ. Từ tháng 5 năm 2004 đến tháng 9 năm 2005, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Trương Mỹ. Từ tháng 9 năm 2005 đến tháng 7 năm 2008, tỉnh ủy viên, bí thư tỉnh đoàn Hà Tây, chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Tây. Từ tháng 8 năm 2008 đến tháng 6 năm 2010, thành ủy viên, phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội. Từ tháng 6 năm 2010 đến tháng 12 năm 2010, thành ủy viên, bí thư huyện ủy Trương Mỹ. Từ tháng 1 năm 2011 đến tháng 3 năm 2015, ủy viên dự khuyết ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, thành ủy viên, bí thư huyện ủy Trương Mỹ. Từ tháng 4 năm 2015 đến tháng 1 năm 2016, ủy viên dự khuyết ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, ủy viên ban Thường vụ thành ủy, ủy viên đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, bí thư đảng đoàn, chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội từ năm 2007 đến năm 2011, giữ cương vị đại biểu Quốc hội khóa 12. Từ 2011 đến năm 2016, Ủy viên giữ khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11. Từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 6 năm 2019, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội khóa 14, nhiệm kỳ 2011-2016, khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021. Từ tháng 6 năm 2019 đến tháng 10 năm 2020, ủy viên ban thường vụ thành ủy, trưởng ban dân vận thành ủy, đại biểu hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021. Từ tháng 10 năm 2020, tại hội nghị lần thứ nhất, ban chấp hành đảng bộ thành phố khóa 17 được bầu làm phó bí thư thành ủy Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đó, được phân công làm phó bí thư thường trực thành ủy Hà Nội. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, được bầu là ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nóng của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.